Hôm nay Ad sẽ review tập tiếp theo của bộ truyện sở hữu hệ thống hoàn trả vô hạn, ta thu phục cả tu tiên giới phần tiếp theo nha. Nếu các bạn thấy hay xin hãy cho Ad một like, một lượt đăng ký và bình luận bên dưới để nhận những thông báo mới nhất về lịch đăng video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và thư giãn. Tiếp tục từ phần trước thì sau khi nghe những lời lạnh nhạt của Thương cung xong thì Ngọc Tàng Phong cảm thán, không hổ danh là đại trưởng lão của thổ trưởng môn, có tình cảm sâu đậm với đệ tử của thổ trưởng môn, đúng là khiến ta cảm động thật. Cục đường cùng với nhị trưởng lão Giang Quý liền nói với Tàng Phong, bớt phí lời với hắn, phá trận pháp của hắn, thương cung mọc cánh cũng khó mà bay được ngọc trưởng môn chúng ta cùng nhau lên thương cung đắc ý hai tay cầm hai vòng trận pháp chuẩn bị chiến chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn phá giải trận pháp của ta sao nằm mơ đi thể hiện vậy thôi chứ thương cung trong lòng đang rất lo lắng toát cả mồ hôi hột trận pháp này là trận pháp hoàng giai cực phẩm tu sĩ kết đan cảnh muốn phá cũng không dễ như vậy đâu hy vọng trước khi linh thạch cạn kiệt môn chủ bọn họ có thể về kịp ngọc tàng phong quét kiếm chém tới kiếm khí tấn công vào trận pháp của thương cung nhưng không ăn thua trận pháp này quả nhiên là có chút lợi hại tiểu tử, ngươi còn non một chút." Lúc này Ngọc Tàng Phong cùng với Cục Đường và Giang Quý mặt quyết tâm đồng thanh nói, "Cùng nhau ra tay đi." Ngọc Tàng Phong dùng kiếm khí bắn ra một luồng hỏa diệm, "Tam Dương kiếm quyết, phá địa thức." Cục Đường thì điều khiển giáp long của mình bay lên tụ lực vào và bắn tới một sóng xung kích uy lực, "Thổ Long ngâm." Giang Quý cũng thi triển ra những cục đá siêu to khổng lồ bắn tới, "Thương cung, chết đi cho ta." Một mình Thương cung cùng với trận pháp đang chống chịu ba luồng tấn công đến từ bọn họ. Ông ta cố gắng gồng cơ đít thích cơ mông chống đỡ, chống lại cho ta ngọc tàng phong lạnh lùng nói ngươi không chống đỡ lại được nữa đâu chảm kiếm ý khổng lồ đâm thẳng từ trên trời xuống thủng cả đại trận pháp của thương cung thương cung thất kinh không tin vào mắt mình nữa sao ngươi lại có kiếm ý đáng sợ đến như vậy trận pháp cũng có điểm độc đáo thương cung dựa vào trận pháp này lại có thể giữ chân chúng ta lâu như vậy kiếm ý đáng sợ của ngọc tàng phong đâm lủng đại trận tạo ra một vụ nổ chấn động cả thổ triệu môn thương cung đã nằm gục dưới đất ngoi ngóp sắp hẹo đến nơi giang quý rút con dao trong túi áo ra đưa cho cục đường đại ca huynh đến giết hắn đi thương cung hoảng hốt chờ đã ta có lời muốn nói ngươi chẳng qua chỉ là người sắp chết có gì đáng để nói chứ cục đường chuyện năm đó là ta có lỗi với ngươi chết trong tay của ngươi ta không còn gì để nói ngọc tàng phong người này là người mà huyền kiếm môn điểm danh ngươi và hắn ở với nhau huyền kiếm môn cũng sẽ không tha cho các ngươi đâu ngươi bắt lấy hắn ta có thể giúp ngươi cầu xin ở huyền kiếm môn với thực lực của ngươi ở huyền kiếm môn có thể sẽ phát triển tốt hơn đại ca đừng làm loạn ngươi biết ta và huynh ấy có quan hệ gì không huynh ấy là ca ca của ta ngươi khiêu khích quan hệ huynh đệ của chúng ta không phải là não tàn hay sao ca huynh mau giết chết hắn đi nhìn hắn thôi cũng thấy bực bội rồi cục đường cầm con dao tiến đến trước mặt thương cung món nợ năm đó ngươi nợ ta hôm nay ta sẽ thu đợi qua vài ngày ta sẽ để công việc sự xuống đây cùng với ngươi cục đường lập tức đâm cho thương cung một đao tiễn ông ta lên đường về với đất mẹ nhị trưởng lão giang quý lớn tiếng hô lên đệ tử của thổ triệu môn tự tản ra đi có thể giữ được một mạng bắt đầu từ hôm nay thổ triệu môn không còn nữa ca chuyện bên này cũng xong rồi ta đi đón đệ tử của ta chúng ta hãy nhanh chóng đến hồ hoa sen ở bên đó càng giữ lâu ta không yên tâm chúng ta đi thôi chuyển cảnh về bên phàn kiếm và khương lan thì hai người họ đang tâm sự với nhau sư tỷ tỷ nói sư phụ có thể đánh lại thương cung hay không cô bé tô tư trả lời sư phụ là người lợi hại nhất trong thiên hạ thương cung nhất định không phải là đối thủ của sư phụ nhưng mà vĩnh ninh châu lớn như vậy người lợi hại hơn sư phụ nhất định còn có rất nhiều những gì người nói ta đều biết nhưng ta biết sư phụ để ta có nhà cho nên ta phải khổ luyện tu hành sau khi giết tận sẽ làm đá cản đường trước mặt của sư phụ sư tỷ tu tiên giới không phải là để đánh giết mà là đạo lý đối nhân xử thế một cô nương tốt như vậy sao sát tâm lại nặng đến như thế ngọc tàng phong phía sau đi đến phản kiếm ngươi cũng hiểu biết đấy nhỉ hai người họ vội vàng liền quay lại đệ tử bái kiến sư phụ ta sẽ đưa các ngươi về trước sư tỷ các ngươi vẫn đang đợi đấy sư phụ đệ tử cũng muốn đi hồ hoa sen hương lan cũng muốn đi giúp sư phụ nhưng phản kiếm lại nói với cô bé sư tỷ thực lực của chúng ta thấp đi rồi cũng chỉ gây thêm phiền phức cho sư phụ tất cả vẫn nên dựa theo sắp xếp của sư phụ là ổn thỏa nhất ngọc tàng phong nghe phàn kiếm nói thế thì trong lòng vui vẻ tính cách của tên tiểu tử này khôn khéo nếu bồi dưỡng tốt một chút sau này cũng có thể là nhân tài quản lý của cửu kiếm sơn không lâu sau thì tàng phong dẫn hai đệ tử của mình về tới cửu kiếm sơn thì lúc này đại sư tỷ nguyệt giao đang vô tư ăn khoai lang nướng bên trong thấy mọi người đi vào thì nguyệt giao liền giấu đồ ăn ra sau lưng vui vẻ nói sư phụ người về rồi sư muội cũng về rồi Nguyệt Giao nhìn Phàn Kiếm không biết là khứa nào liền thắc mắc hỏi: "Sư phụ, hắn là ai vậy?" Phàn Kiếm nhanh nhảu đáp: "Ta là đệ tử mới được sư phụ thu nhận, sư đệ Phàn Kiếm bái kiến đại sư tỷ." Song Nguyệt Giao đi tới cầm tay Khương Lan: "Sư muội, muội không sao thì tốt quá rồi, sư tỷ không bảo vệ tốt cho muội là lỗi của sư tỷ." Đối phương là cường giả Kim Đan cảnh, Khương Lan không trách sư tỷ. Ngọc Tàng Phong dặn dò: "Các người hãy sắp xếp ổn thỏa trước, vi sư đi đến Hồ Hoa Sen trước." Đệ tử cung tiên sư phụ, Ngọc Tàng Phong ung dung ngự kiếm đến Hồ Hoa Sen sư phụ người nhất định phải bình an quay lại đấy sư tỷ sư phụ ngự kiếm có thể đi được nghìn dặm bây giờ đã là ngoài 30 dặm rồi không nghe thấy âm thanh của tỷ đâu ngươi đúng là nhiều lời ta là đệ tử lo lắng cho sư phụ không được sao khương lan buồn bã. nếu như không phải thực lực của chúng ta thấp kém nếu không cũng có thể đi cùng sư phụ giết kẻ địch rồi hai vị sư tỷ nếu như thật sự muốn đi cũng không phải là không được nhưng mà sư phụ không cho chúng ta đi về hồ hoa sen nếu như để sư phụ biết được nhất định sẽ không tránh khỏi một trận mắng chửi sư phụ không cho chúng ta đi là vì thực lực của chúng ta thấp kém khó có sức mạnh tự bảo vệ bản thân nếu như chúng ta có năng lực bảo vệ được bản thân còn có thể giúp sư phụ được cho dù sư phụ biết được cũng không trách tội chúng ta nguyệt sao thích thú ngươi có cách gì không hi hi thật sự không giấu gì sư đệ cũng có chút hiểu biết về trận pháp chỉ cần đệ chế tạo ra một loại trận bàn có hơi thở che giấu thân hình đem theo bên mình nếu như chỉ là ở bên biên giới chiến trường đệ tin sẽ không có người phát hiện ra chúng ta đâu nguy e giao liền kéo tay phản kiếm lôi đi vậy còn đợi cái gì nữa chúng ta hãy tranh thủ thời gian này nếu như làm tốt rồi sư tỷ sẽ thưởng cho ngươi mấy củ khoai lang chuyển cảnh sang hồ hoa sen thì công việc giữ cùng với ba vị trưởng lão đang ở trước mặt của thạch ngọc ông ta ra lệnh cho đám thuộc hạ lao lên đang ngưng áp bị tứ trưởng lão vương quý cho ăn ngay một dao từ sau lưng không kịp nhận ra ngũ trưởng lão cũng nhanh chóng lao về chỗ của thạch ngọc để bảo vệ cô ta tam trưởng lão ngưng áp không phải nên quan sát trước đợi đại ca hiện thân rồi tính tiếp sau không phải nên quan sát trước đợi đại ca hiện thân rồi tính tiếp sau thôi bỏ đi không quản nữa Vương quý cây cú quát ngũ trưởng lão thẩm thông, ngươi có ý gì? Không phải là cùng nhau lên hay sao? Ý của ta là chúng ta hãy bảo vệ tiểu muội. Ngươi không nhìn thấy ta vẫn luôn nháy mắt với ngươi sao? Ba vị trưởng lão đều bay xuống đứng về phía Ngọc Thạch. Các ngươi lại dám phản bội thổ trưởng môn, tốt lắm. Các ngươi đều phản bội thổ trưởng môn. Hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ. Chưa kịp thanh lý thì Ngọc Tàng Phong cùng với Cục Đường và nhị trưởng lão cũng bay đến. Ba vị trưởng lão vui mừng. Đại ca đến rồi. Ca ba người này cũng là đường lui của huynh sao? Ba người bọn họ từ nhỏ đã như vậy rồi công việt giữ bất ngờ chỉ tay xuống lớn tiếng quát giang quý ngươi cũng phản bội ta sao đại trưởng lão sao vậy ngọc tàng phong chen ngang còn có thể làm sao nữa chứ chết đi bên cạnh ngươi đều là kẻ phản bội ta xem ngươi còn có thể chiến đấu như thế nào công việt sự ngươi vẫn nên sớm đầu hàng đi thì hơn các ngươi thật sự cho rằng đại thế của ta đã đi sao công việt sự đưa tay ra hô lớn ra lệnh cho đám thuộc hạ thời khắc thổ triệu môn ta sinh tử tồn vong đã đến rồi giết giết ra một đường máu lát nữa nhân lúc khi đệ tử nội môn sung phong liều chết mình phải nghĩ cách rời khỏi đây, dừng còn xanh sợ gì không có củi đốt, rồi cũng có lúc mình sẽ quật khởi. Chợt Ngọc Tàng Phong giật mình nhận ra một cổ kiếm khí mãnh liệt đang bay về phía mình, kiếm khí này, một vị cường giả áo trắng ngự kiếm bay đến, ngự kiếm phi hành, trừ phi đến là người của Huyền Kiếm môn, đến thật sự không đúng lúc. người này vào lúc mấu chốt lại xuất hiện, e rằng kẻ đế không thiện. Xin hỏi đạo hữu đến từ đâu? người này chính là Huyền Kiếm môn Lâm Bình Bộ. Lần này bất ổn rồi. Ngọc Tàng Phong thắc mắc hỏi, ta à, Lâm Bình Bộ rất lợi hại sao? Cục Đường đáp. Lâm Bình Bộ là đệ tử thiên tài 200 năm của Huyền Kiếm môn. Bây giờ đã là kiếm tu vô hạn tiếp cận nguyên anh cảnh, vô cùng lợi hại. Ngọc Tàng Phong lo lắng nhìn bọn người lãnh hoành thắng và an thải. Miệng nó, Huyền Kiếm môn đúng là xem trọng mình, lại phái một bán bộ nguyên anh qua đây. Hai lát nữa mình chuồn đi nhỉ? Nếu như mình đi rồi, bọn họ sẽ chết chắc, mình phải nghĩ cách. Ngọc Tàng Phong đưa tay rút từ từ thanh linh kiếm của mình ra. Quả thật là quá tồi tệ rồi, không thể rút lui được nữa, ta, à, chúng ta liều mạng thôi. Lâm Bình Bộ ngạc nhiên trước Ngọc Tàng Phong, chân nguyên cảnh ngộ ra kiếm ý của cảnh giới kiếm tùy tâm chuyển ta hiểu vương trưởng lão tại sao lại muốn ngươi về huyền kiếm môn rồi ngươi đi theo ta ta sẽ không giết bọn họ công việc dự lẻo mép liền gọi lâm bình bộ lâm sư huynh ngọc tàng phong xảo quyệt không thể giữ lại tai họa này lâm bình bộ trừng mắt nhìn công việc dự phải một bên mắt hóa đỏ của hắn ta cứ như một con quỷ ngươi đang dạy ta làm việc sao vấn đề của thổ triệu môn ta xuống sẽ tìm ngươi uống trà một cái trừng mắt của lâm bình bộ đã có một luồng kiếm khí xoáy thẳng vào bụng công việc dự ý của huynh là sao Lẽ nào tâm tư của chúng ta đã bị Huyền Kiếm môn phát hiện rồi ư? Ngọc Tàng Phong chứng kiến cảnh tượng đó thì toát mồ hôi lo lắng. Người này mặc dù vẫn chưa ngộ ra kiếm ý, nhưng lại có thể dùng con ngươi phát ra kiếm khí, đủ để chứng minh sự đáng sợ của hắn. Ngọc Tàng Phong máu chiến chĩa thẳng thanh kiếm về trước và bắn ra những tia kiếm khí. Ta lên trước, các người đi theo. Kiếm ý tinh diệu như vậy, dùng từ trong tay của ngươi đúng là lãng phí thật. Lâm Bình Bộ quét kiếm ngang qua tạo ra những đợt sóng chặn đứng đòn tấn công của Ngọc Tàng Phong. Nếu như đây chính là thực lực của ngươi, vậy hôm nay ngươi nhất định phải chết hừ vậy ngươi thử đi bảnh thì cứ bá vô đây mà nút công việc dự đang âm mưu bên ngoài bây giờ tình hình phức tạp thổ triệu môn của ta nên làm thế nào mới tìm kiếm được một chút cơ hội sống sót huyền kiếm môn có người đến rồi từ ngữ khí vừa này của hắn mà thấy có lẽ là đã phát giác được chút tâm tư nhỏ của thổ triệu môn ta rồi nhưng mà bây giờ không thể trách tội ta được chuyện đó còn có bước ngoặt thay đổi bây giờ phiền phức lớn nhất chính là tu sĩ kim đan cảnh của đối phương nhiều hơn chúng ta rất nhiều nhưng mà có đại lão bán bộ nguyên anh lâm bình bộ ở đây bọn họ đều là cặn bã cho nên ưu thế nằm chỗ ta công việc giữ liền nói với lâm bình bộ tiền bối thổ triệu môn ta bằng lông ra sức bắt lấy ngọc tàng phong cho huyền kiếm môn lâm bình bộ quay lại mặt lạnh lùng cút được rồi tiểu nhân sẽ cút ngay tuyệt đối sẽ không làm phiền đến tiền bối nữa từ xa thì thiệu tinh hà cũng đang trên đường lao tới với tốc độ bàn thờ vừa nãy cảm nhận được phương hướng này có dao động linh khí có lẽ là có người đã gây ra xung đột trước tiên qua đó xem thử rồi tính tiếp thiệu tinh hà dừng lại khi thấy luồng kiếm ý ngút trời tỏa ra trong khu rừng kiếm ý này là ngọc tàng phong Ngọc Tàng Phong, ngày hôm đó ngươi chờ đùa ta, ta sẽ bắt ngươi trả giá về những hành vi ngươi đã làm hôm nay. Bên trong thì Ngọc Tàng Phong đang giao chiến cùng với Lâm Bình Bộ. Ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy cái gì mới gọi là khoảng cách thực lực thật sự. Lấy sức mạnh của chân nguyên cảnh nghiên chiến với bản bộ nguyên anh vẫn là có hơi mất sức. Lực chiến đấu của mình chỉ có hơn 6 ngàn. Vậy hắn ít nhất cũng phải trên một vạn. Đang giao chiến thì Thiệu Tinh Hà khí thế đáp xuống cái rầm. Ngọc Tàng Phong nhanh chóng đến chiến đấu với ta một trận địa. Thiệu Tinh Hà, tên điên này sao lại đến đây rồi? Không phải chỉ lừa hắn một lần thôi sao, tên này lại đuổi đến đây rồi. Đúng là nhỏ mọn. Đến rồi cũng tốt, có lẽ còn có bước ngoặt. Ngọc Tàng Phong nghĩ ra cách liền, "Ngươi muốn ta, vị cao thủ của Thiên Võ các này cũng muốn ta, ta nên đi theo ai đây? Chi bằng như vậy đi, hai người các ngươi đánh trước đừng quan tâm ta, ai thắng thì ta sẽ đi theo người đó." Lâm Bình Bộ liền nói, "Ngọc Tàng Phong là do Vương trưởng lão chỉ danh muốn ta đưa về, ngươi làm như vậy khiến ta thấy rất khó xử." Thiệu Tinh Hà bộc phát linh khí xung quanh khí thế nói với hắn ta, Thiên võ các ta cũng có tu sĩ nguyên anh cảnh, người khác sợ ngươi, ta không sợ đâu. Cút đi, không cút thì sẽ chết. Lâm Bình Bộ rút kiếm ra chiến. Thế thì ta phải lĩnh giáo cao chiêu của Thiên võ các một chút. An Thải lo lắng liền nói với Lãnh Hoành Thắng. Hiện tại tình hình phức tạp như vậy, e rằng sẽ bất lợi đối với chúng ta. Thiệu Tinh Hà này rất mạnh, nhưng mà trong mắt của hắn chỉ có trưởng môn, sẽ không làm gì với chúng ta đâu. Cho nên chúng ta chỉ cần yên tâm đối phó với người của thổ triệu môn huyền kiếm môn là được rồi. Vậy trưởng môn không phải sẽ nguy hiểm hay sao? Thiệu Tinh Hà là cảnh giới kim đan cảnh hậu kỳ đấy, không được ta phải đi giúp trưởng môn hi 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 ta thấy là ngươi quan tâm quá rồi đấy ngươi không nhìn thấy trưởng môn đều rất bình tĩnh ư cho nên bây giờ chúng ta phải nghĩ cách làm thế nào để đối phó với đại cao thủ này của huyền kiếm môn đây cũng là một phiền phức cũng không biết cục tiền bối có thể ứng phó được hay không yên tâm cục tiền bối cũng là cảnh giới kim đan cảnh hậu kỳ cho dù đối phó với cao thủ bán bộ nguyên anh không thắng được nhưng cũng có dư sức để tự bảo vệ đồng thời phe ta còn có cao thủ kim đan cảnh mà thổ triệu môn chỉ có mình công việc giữ cho nên ưu thế nằm ở phe ta hề hề ba khứa đệ tử của ngọc tàng phong thì đã đến và đang lén lúc bên ngoài nguyệt sao thì vẫn ăn luôn cái miệng không nghỉ các người nhìn kìa sư phụ đang ở bên đó phan kiếm và khương lan cũng đang ăn khoai lang vội đưa tay bịt miệng nguyệt sao lại đại sư tỷ tỷ phải nói nhỏ một chút nếu như bị phát hiện thì xem toàn đấy sư muội muội nói tiếp theo chúng ta phải làm thế nào làm thế nào mới có thể giúp sư phụ đây khương lan buồn bà đáp sư tỷ muội cũng không biết nữa muội chỉ biết nếu như thực lực của muội đủ bây giờ muội có thể cầm kiếm giết kẻ địch rồi sư tỷ chúng ta trước tiên không cần phải vội cảnh tượng như vậy chúng ta không thể nhúng tay vào được cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi thời cơ ngươi vừa mới nhập môn nhất định là không vội rồi nếu như ngươi không lên bản thân ta sẽ tự lên cho dù là chết ta cũng phải ở bên cạnh sư phụ sư tỷ mặc dù ta nhập môn muộn nhưng sư phụ có đại ơn với ta đạo lý có ơn phải báo sư đệ ta cũng không phải là không hiểu phàn kiếm đưa tay vào trong túi áo và lấy ra một chiếc trận bàn đây là ta có làm thêm một trận bàn bên trong có một sát trận người sao háo hức trận bàn này có thế giết tu sĩ kết đan cảnh sao không được chỉ có thể chấn sát tu sĩ chân nguyên cảnh mà thôi vậy thì có tác dụng gì chứ cũng sẽ có lúc giúp được cho sư phụ ngọc tàng phong bên này đang quan sát thiệu tinh hà và lâm bình bộ anh ta bắt đầu suy nghĩ mặc dù hiện tại tu sĩ kết đan cảnh của phương ta nhiều hơn nhưng mà chiến lược hàng đầu cũng còn quá ít nếu như không có thiểu tinh hà mình và cục đường còn có thể liên thủ đối phó với bán bộ nguyên anh bây giờ chỉ có thể nghĩ cách để đột phá đến thiên đạo kết đan cảnh trước đã thiệu tinh hà mặc dù thực lực mạnh nhưng may mà đầu óc cũng kém suy nghĩ xong thì ngọc tàng phong liền đi tới nói với thiệu tinh hà thiệu huynh trước đó che giấu huynh là ta không đúng ngọc mỗ nói lời xin lỗi với huynh trước ngọc mỗ cũng bằng lòng cùng với huynh đại chiến một trận nhưng mà có lâm bình bộ tên khốn kiếp này ở đây khó tránh khỏi quấy nhiễu đến nhà hứng của ta và huynh chi bằng ta và huynh hãy liên thủ xử lý hắn vậy lâm bình bộ khí lạnh lùng chĩa thẳng kiếm về phía bọn họ vậy thì ta sẽ xử lý cao đồ của thiên võ các hắn ta vung kiếm chém ra một luồng kiếm khí màu tím uy lực lao nhanh đến tài năng thấp kém thiệu tinh hà đưa bàn tay của mình lên thi triển tuyệt học phan văn trưởng lâm bình bộ đừng quên rằng vẫn còn có ta ngọc tàng phong nhảy lên thi triển tam dương kiếm quyết phá tâm thức đánh ra vô số kiếm ảnh sức mạnh của hai người bọn họ tấn công vào tia kiếm khí màu tím của lâm bình bộ tạo ra một vụ chấn động nhỏ khiến hắn ta lùi ra xa ngọc tàng phong lát nữa người đầu tiên ta phế chính là ngươi ngọc tàng phong mặt gian xảo thiệu huynh ta sợ quá đi nếu như hắn phế ta vậy thì ngươi cọ sát với ta cũng xem như vô ích rồi hừ cũng phải xem bản lĩnh của hắn thế nào thiệu tinh hà lập tức lao lên đối chiến với lâm bình bộ ngọc tàng phong bên ngoài đắc ý he he hai tên này tức giận lát nữa mình sẽ tìm cơ hội chạy trốn trước tiên phải đột phá cảnh giới rồi tính tiếp công việc giữ lúc này cũng lao đến bên lâm bình bộ lâm tiền bối để ta đến giúp người từ bên dưới giáp long của cục đường dũng mãnh bay thẳng lên chặn đứng đường tiến công của ông ta cục đường ngầu lòi đứng trên đầu giáp long công việc giữ món nợ năm đó hôm nay hãy trả luôn đi cục đường ngươi tìm chết sao ha ha năm đó ngươi khí phách như vậy bây giờ lại trở thành một con chó của huyền kiếm môn đúng là đáng thương thật đối phương là huyền kiếm môn bá chủ của vĩnh ninh châu thế thì đã sao ngươi vẫn là một con chó mà thôi công việc giữ quát lớn tiểu tử ngọc tàng phong này thật sự đáng để ngươi cá cược như vậy sao ông ta ngưng tụ linh khí thành một chiếc diều khổng lồ bổ xuống cục đường anh ta hiên ngang đáp lại đáng hay không không quan trọng không có ngươi cũng rất quan trọng với ta giáp long uy mãnh dùng sức mạnh lao lên chắn chiếc diều siêu to khổng lồ của công việc giữ cục đường nói tiếp nhưng mà ta tin ngọc tàng phong sớm muộn cũng sẽ trở thành tồn tại phải khiến cả vĩnh ninh châu phải run rẩy hừ chỉ dựa vào hắn ta sao nằm mơ xong hai người bọn họ lao vào nhau đối chiến quyết liệt trên không trung bên dưới này thì nguyệt giao đang kéo cái miệng của khứa phản kiếm lại mắng ăn 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 cả ngày chỉ biết ăn sư phụ bọn họ nguy hiểm như vậy ngươi còn ăn sao đau 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 làm ơn đi sư tỷ ta chỉ là một con tôm chân nguyên cảnh nhỏ bé mấy cảnh đánh nhau này có thể có tác dụng gì chứ khương lan cầm quả khoai lang chạy đến sư đệ nếu như ngươi có thể giúp được cho sư phụ khoai lang của ta cũng sẽ cho ngươi ăn nếu như ngươi không giúp được sư phụ thế thì đừng trách sư tỷ ta đi mách nhỏ ngươi cho sư phụ đấy hừ hừ phan kiếm ôm đầu hoang mang ủa quần què gì dậy ông trời ơi phan kiếm ta kiếp trước rốt cuộc đã tạo nghiệp gì lại dính vào hai sư tỷ này vậy hai vị sư tỷ sư đệ cũng không phải là không có cách người sao cốc cái đầu phàn kiếm ba cái có gì thì nói đi ngươi mà còn chậm chạp lề mề có tin sư tỷ đánh ngươi hay không phan kiếm tỏ vẻ xoáy ca thông minh vâng 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 sư đệ nghĩ ra một trận pháp có tên là khốn linh trận chỉ cần bố trí vài trận nhãn thì có thể phát động linh khí của hồ hoa sen dày đặc dùng khốn linh trận là thích hợp nhất đến lúc đó sư đệ sẽ thao túng trận pháp thì có thể làm ảnh hưởng đến pháp tuyệt của tu sĩ trong trận pháp rồi nhưng mà sư đệ cần hai vị sư tỷ hộ pháp cho a vậy chúng ta có phải có thể giúp được sư phụ rồi đúng không sư tỷ tu vi ta có giới hạn khốn linh trận mà bố trí nhiều nhất cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến tu sĩ chân nguyên cảnh bên sư phụ chúng ta cũng không giúp được gì như vậy là đủ rồi sư tỷ ta đã mong chờ lên trận giết kẻ địch rồi bên phía của thạch ngọc thì cô ta cũng đã xử lý xong đám thuộc hạ tép diêu của thổ triệu mua rồi bây giờ đại cục đã định còn lại phải xem bên ngọc tàng phong có thể giữ được lâm bình bộ không tranh thủ thời gian cho chúng ta mà công việc sự giao lại cho đại ca đi đối phó đại ca đã đợi ngày này lâu lắm rồi bỗng cô ta phát hiện ra khí tức kỳ lạ liền quay lại thì phát hiện ra ba khứa phản kiếm người sao và khương lan đang lén lén lút lút đi đâu đó ba người bọn họ sao lại chạy qua đây vào lúc này dựa vào thực lực của bọn họ đúng là đi tìm cái chết thôi bỏ đi nhìn thấy bọn họ có lẽ là dự tính trước hết rồi mình sẽ quan sát là được rồi ngọc tàng phong ngươi nợ ta một ân tình đấy về phía ngọc tàng phong thì anh ta đang liên thủ cùng với thiệu tinh hà đánh với lâm bình bộ thiệu huynh lâm bình bộ không phải là đối thủ của hai chúng ta hai chúng ta để cho hắn ghi hận một lần giải quyết cho xong được thế thì cho hắn một cú đánh tàn nhẫn chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn đánh với ta sao đúng là nằm mơ thiệu tinh hà dùng trưởng lực lao lên cơm bạt với lâm bình bộ chợt thiệu tinh hà ngưng ác mà cứ cảm giác có gì đó sai sai công kích của ngọc tàng phong sao vẫn chưa đến hắn ta quay mặt lại thì má đủ hứa ngọc tàng phong đang bỏ chạy đúng là thanh niên cơ hội mà chơi vậy ai chơi lại ông nữa ngọc tàng phong khoái chí nói vọng lại thiệu huynh làm phiền huynh rồi lát nữa nhất định sẽ cho huynh lời giải thích hắn ta cay cú ngọc tàng phong ta nhất định sẽ không tha cho người đâu lâm bình bộ cạc khịa ngay cho nóng ngọc tàng phong tên xảo quyệt này cũng chỉ có người mới ngu xuẩn đến mức bị hắn xem là kẻ ngốc thật sự là nực cười thiệu tinh hà máu chiến tích tụ trưởng lực vào bàn tay bớt phí lời đi lại lần nữa chiến đi đừng nói nhiều ngọc tàng phong chạy sang một bên gần đó liền ngồi xuống bắt đầu đột phá kim đan cảnh có thiệu tinh hà kiềm chế nhất thời sẽ không có người khác làm phiền ta đột phá nhất định phải tranh thủ thời gian rồi một lát sau kinh mạch trong cơ thể đã bị ngũ hành linh khí nhiệt đầy rồi không ngờ chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu lại mất sức như vậy rồi những tia sách của thiên đạo lôi kiếp bắt đầu ngưng tụ giáng xuống đầy uy lực lên người ngọc tàng phong cuộc chiến của thiệu tinh hà và lâm bình bộ cũng phải ngừng lại khi thấy lôi kiếp đánh xuống động tĩnh lớn như thế hắn muốn làm cái gì sao xem hơi thở của hắn hình như là sắp đột phá kết đan cảnh rồi bên phía cục đường thì anh ta cũng đã đánh bay được công việt cảm nhận được lôi kiếp cục đường thầm nghĩ, không ngờ chẳng qua chỉ là tiến giai kết đan cảnh, lại có thể dẫn đến lôi kiếp rồi thật không hổ danh là ngươi. Công việc giữ run rẩy thầm nghĩ, Ngọc Tàng Phong chẳng qua chỉ là chân nguyên cảnh lại lợi hại như vậy rồi. Sau khi tiến giai đến kết đan cảnh, thế không phải ta chỉ có thể để hắn chém chết hay sao? Thạch Ngọc nhìn lôi kiếp cảm thán không ngừng, trong lời đồn chỉ có thiên kiêu thật sự, bắt đầu từ tiến giai kết đan cảnh, mỗi khi tiến giai đến một cảnh giới lớn sẽ dẫn lôi kiếp. Không ngờ tiểu nam nhân này lại có thiên tư như vậy, đúng là khiến mình thấy bất ngờ đấy chợt bên phía của nguyệt giao và khương lan thì hai người họ đã bị một tên thuộc hạ của thổ triệu môn chặn lại đang chuẩn bị tấn công thì ngơ ngác nhìn lên trên thì phát hiện ra có những cánh hoa anh đào bay lượn vòng song những cánh hoa này tụ lại vào người hắn ta khiến hắn đau đớn xong nhất bỗng lên và giết hắn ta không kịp phản kháng thạch ngọc đã đến cứu đám người nguyệt giao kịp lúc chỉ là sâu kiến mà cũng dám hỗn láo trước mặt của ta đa tạ tiền bối ở đây quá nguy hiểm không phải các ngươi có thể nhúng tay vào các ngươi nếu như không phải là đệ tử của tiểu nam nhân kia ta mới không thèm quan tâm đến sống chết của các ngươi vãn bối chỉ là muốn giúp sư phụ mà thôi sư phụ gặp nạn vẫn bối mặc dù nói thực lực thấp nhưng cũng muốn giúp đỡ chút sức lực cho sư phụ tiền bối vẫn bối có một trận pháp tên là khốn linh trận trận pháp này có thể khống chế linh khí trong phạm vi của trận pháp mà biến hóa mặc dù nói là không thể ảnh hưởng đến tu sĩ trên kết đan cảnh nhưng thay sư tôn ngăn chặn mấy tên trộm này cũng không thành vấn đề ngọc tàng phong bản thân chính là yêu nghiệt nhưng không ngờ đệ tử của hắn cũng có sở trường ngọc trưởng môn khi vào lúc mẫu chốt đột phá cảnh giới không thể bị ngoại giới quấy nhiễu như vậy cũng tốt vậy thì ta có thể giúp các người hộ pháp đa tạ tiền bối có tu sĩ kết đan kỳ làm vệ sĩ vậy ta muốn chết cũng đều khó công việc giữ nhìn thiên đạo lôi kiếp của ngọc tàng phong uy lực kinh người thiên tư như vậy dẫn đến thiên đế khiến thiên đạo đều không tiếc mà dáng lôi kiếp xuống xóa đi tồn tại của hắn người như vậy một khi trở thành kẻ địch cho dù là trả cái giá nào cũng phải giết chết hắn đệ tử của thổ triệu môn nghe lệnh không tiếc bất cứ giá nào cũng ngăn chặn ngọc tăng phong đột phá cảnh giới vâng lãnh hoành thắng bên này ra lệnh đệ tử của cửu kiếm sơn nghe lệnh thay trưởng môn hộ pháp cho dù có như thế nào cũng không thể để cho mấy thằng khứa này lại gần trưởng môn nửa bước an thải lo lắng trưởng môn đột phá cảnh giới vào lúc này cũng không biết đối với cửu kiếm sơn ta là tốt hay xấu đây an thải chúng ta đừng có nghĩ nhiều như vậy nữa trưởng môn nhất định có thể yên ổn vượt qua lúc này linh khí hoàng kim bao bọc khắp cơ thể của ngọc tàng phong rồi anh ta dũng mãnh mở to đôi mắt của mình ra và nhìn thẳng lên bầu trời quát lớn đến đây đi thiên đạo lôi kiếp tiếp tục đánh xuống ngọc tàng phong rút linh kiếm của mình ra khí thế thiên kiếp thì đã sao kiếm của ngọc tàng phong ta cũng không sợ ngươi Tam Dương Kiếm Quyết, phá thiên thức, kiếm ý đầy uy lực của Ngọc Tàng Phong đối chiến Thiên Đạo Lôi Kiếp. Không ngờ chỉ là một đạo lôi kiếp thì đã khiến ta không thể chống lại được rồi. Nhưng cũng may, ta có thể cảm nhận được lực lôi đình đang còn giúp ta để cho lực ngũ hành trong cơ thể của ta chuyển hóa thành ngũ hành linh lực tinh túy. Hệ thống hoàn trả vô hạn vui vẻ hiện lên thông báo: Ký chủ đã trải qua một đạo lôi kiếp, còn lại hai đạo lôi kiếp nữa. Thiệu Tinh Hà và Lâm Bình Bộ đang quan sát từ bên ngoài. Lời đồn trong Thiên Kiêu chỉ cần trải qua một đạo lôi kiếp thì có thể tiến giai kết đan cảnh, không ngờ Ngọc Tàng Phong lại trải qua dễ dàng như vậy không đúng hắn không chỉ là một đạo lôi kiếp sao có thể chứ thiệu tinh hà thích thú không ngờ thiên tư của ngọc tàng phong lại vượt đến mức này giao thủ với người như hắn đúng là khiến ta nhiệt huyết sôi sùng sục thiên kiêu thật sự thì đã sao thiệu tinh hà ta cho dù là thiên tư không bằng hắn nhưng sau này thành tựu cũng chưa chắc là không bằng hắn ngọc tàng phong đã lĩnh ngộ xong thiên đạo lôi kiếp thứ nhất đang nhìn đám thuộc hạ thổ triệu môn lao về phía mình không phải chỉ là độ kiếp thôi sao để cho trong lòng của vài người nào đó không vui xem ra quá đẹp trai cũng là một cái tội công việc giữ ra lệnh tự bạo đều tự bạo hết cho ta ngọc tàng phong không thể tiếp tục sống được nữa vâng môn chủ đám thuộc hạ lao về phía ngọc tàng phong đang định tự bạo cơ thể lãnh hoành thắng sốt ruột gọi đám đệ tử cửu kiếm sơn chân lại cho ta cho dù có như thế nào cũng không thể để bọn họ lại gần trưởng môn thổ triệu môn đã triệt để bị điên cuồng rồi chúng ta nên làm thế nào đây phản kiếm đã đến sau lưng của ngọc tàng phong còn muốn tự bạo ta sẽ để cho ngươi chết anh ta lấy trận bàn ra và bắt đầu thi triển trận pháp cưỡng ép hút hết tu vi của đám tử sĩ thổ Thiệu môn này bọn chúng rơi hết xuống đất hẹo tại chỗ trước mặt ngọc tàng phong công việc giữ kinh ngạc sao có thể chứ tự bạo sao lại không thành công được ngọc tàng phong quay lại nhìn thấy ba đệ tử của mình trong lòng vui vẻ không ngờ bọn họ cũng đến đây rồi mặc dù không phải là ý của mình nhưng mà cũng xem như là có lòng cục đường lúc này đã điều khiển giáp long lao đến bên công việc giữ công việc giữ ngươi còn chưa thức gì thì cứ dùng hết luôn đi thiệu tinh hà cảm thán tu sĩ tự bạo là thông qua linh lực của bản thân gây ra linh khí trong thiên địa cộng hưởng mà sản sinh ra uy lực khổng lồ không ngờ như vậy lại bị một tiểu tử chân nguyên cảnh hóa giải rồi không ngờ cửu kiếm sơn còn có người tinh thông trận pháp mặc dù cảnh giới quá thấp nhưng từ đầu đến cuối cũng là một phiền phức ngọc tàng phong chiêu sau của ngươi đúng là khiến ta thấy rất bất ngờ thiên đạo lôi kiếp đợt thứ hai cũng bắt đầu cuồn cuộn chuẩn bị giáng xuống ngọc tàng phong khí thế hiên ngang cầm kiếm chỉ thiên đạo lôi kiếp này ta nhất định sẽ độ qua nếu không thì sẽ chết anh ta bộc phát linh khí khủng bố như một cơn lốc xoáy chiếu thẳng lên bầu trời để chống trả đạo thiên kiếp thứ hai này. Hệ thống hoàn trả lập tức hiện lên thông báo ngay khi Ngọc Tàng Phong đã độ được lôi kiếp thứ hai. Chúc mừng ký chủ độ qua được lôi kiếp thứ hai. Hệ thống giúp ký chủ hóa giải sức mạnh lôi điện, hồi phục lại vết thương trong cơ thể, hồi phục vết thương 85%. Vết thương hồi phục được 85% đã đủ lắm rồi. Ngọc Tàng Phong vui mừng, mặc dù vẫn chưa thành công tiến giai đến thiên đạo kết đan cảnh, nhưng mình có thể cảm nhận được thực lực của bây giờ còn mạnh hơn trước đột phá rất nhiều. Công việc giữ tái xanh tái mét run cùng cục Vô dĩ còn cho rằng dựa vào tự bạo của các tướng sĩ thủ triệu môn có thể khiến cho ngọc tàng phong chết dưới lôi kiếp không ngờ lại bị phản kiếm phế rồi bên này thì lâm bình bộ nói với thiệu tinh hà đạo lôi kiếp thứ hai của ngọc tàng phong đã qua lôi vân ở trên trời vẫn chưa tản ra ta thấy cho dù như thế nào hắn cũng không độ qua được đạo lôi kiếp thứ ba đâu hắn ta đáp vậy sao ta thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh độ qua được lôi kiếp này cũng không thành vấn đề lâm bình bộ mặt xa xảo thầm nghĩ ngọc tàng phong à ngọc tàng phong ngươi vất vả đột phá đến kết đan cảnh thì đã sao hôm nay ngươi nhất định phải rơi vào trong tay của huyền kiếm môn ta xong hắn ta lao về phía ngọc tàng phong tốc độ bàn thờ hừ ta xem ngươi còn có thể ngông cuồng được trong bao lâu lâm bình bộ nhảy lên trên ngọc tàng phong ngươi là kẻ địch của huyền kiếm môn ta vậy thì chỉ có thể rơi vào kết cục này mà thôi thiên đạo lôi kiếp thứ ba bây giờ cũng đã giáng xuống bồi thêm đó là đòn nghịch thủy quyết của lâm bình bộ đánh xuống liệu ngọc tàng phong có thể chống đỡ được hay không nếu các bạn xem đến đây mà chưa like thì hãy ủng hộ cho át một like ngay đi nào thiệu tinh ra bên ngoài thích thú quan sát dưới lôi kiếp cộng thêm lâm bình bộ ra tay đánh lên ngọc tàng phong chết chắc rồi ngọc tàng phong từ từ rút thanh kiếm của mình ra hỏa khí cuồn cuộn cũng theo đó xuất hiện tự thị thần tiên cốt tường minh trảm khinh trần bảo kiếm tam thu hạp xương phong thất xích thân ngọc tàng phong ngươi chẳng qua chỉ là vỡ mới đột phá kết đan cảnh ở dưới một kiếm của ta không chết cũng bị thương lâm bình bộ trực tiếp đâm kiếm xuống phan kiếm bên ngoài lập chức thi triển trận đồ hộ pháp cho sư phụ trận khởi thời gian quá gấp sư phụ muốn chặn lại một kiếm này nhất thời hoàn toàn là không đủ đâu nửa tức, sát trận này nhiều nhất ta chỉ có thể tranh thủ thời gian nửa tức cho sư phụ. Trận pháp của Phàn Kiếm đang cố gắng chống đỡ đòn tấn công của Lâm Bình Bộ. Ánh sáng nhỏ bé mà cũng dám tranh với nhật nguyệt sao? Lâm Bình Bộ gồng thêm lực đâm mạnh vào trận pháp lần nữa. Phàn Kiếm đã đạt đến giới hạn của mình. Hắn ta rơi tấm trận bàn xuống phun máu. Sư phụ, người nhất định sẽ thành công. Ngọc Tàng Phong mỉm cười, ta sẽ không khiến các ngươi phải thất vọng đâu. Ngọc Tàng Phong, chết đi cho ta. Một kiếm của Ngọc Tàng Phong lúc này quét ra, uy lực kinh khủng đã đánh cho Lâm Bình Bộ phải vang ra sao có thể chứ? Ngươi chẳng qua chỉ vừa mới tiến giai kết đan cảnh, sao có thể phá được nghịch thủy kiếm của ta chứ? Kiếm khí cuồn cuộn mãnh liệt của Ngọc Tàn Phong đã xé tan chiếc áo của anh ta, để lộ ra cơ bắp sáu múi. Ngươi không hiểu, có một vài chuyện phải xem thiên phú. Ngọc Tàng Phong ngầu lòi mặt xoái ca nói, người anh em, ta có bật hách, ngươi có không hả? Anh ta chĩa thẳng kiếm ra trước mặt Lâm Bình Bộ và nói, ngươi luôn nói là muốn giết ta, cho dù ta thật sự để ngươi giết. Gia chủ vương thượng trưởng lão của nhà ngươi có đồng ý hay không? Ngươi thật sự xem huyền kiếm môn ta dễ bắt nạt như vậy sao? mở miệng thì huyền kiếm môn cứ giống như một đứa trẻ khâu trưởng thành vậy chưa cai sữa mẹ sao lâm bình bộ cay cú cái đậu xanh ngọc tàng phong ngươi tìm chết hệ thống hoàn trả của ngọc tàng phong lúc này lại hiện lên thông báo chúc mừng ký chủ đã đội phá lên thiên đạo kết đan cảnh mời ký chủ lựa chọn nghịch thiên cải mệnh thứ nhất lão lý phi kiếm nghịch thiên cải mệnh tính trưởng thành có thể dùng linh lực ngưng tụ ra một thanh kim nhỏ lực tổn thương sẽ tăng trưởng theo cảnh giới lại tăng thêm tỷ suất một phần xem thường phòng ngự thứ hai thuẫn nhỏ một mặt nghịch thiên cải mệnh tính trưởng thành có thể dùng linh lực ngưng tụ ra cái khiên một mặt. Lực phòng ngự tăng trưởng theo cảnh giới, có thể giảm tổn thương 20%, có tỷ suất miễn dịch tổn thương. Thứ ba, quỷ thủ thông thiên. Khi đánh chết kẻ địch, có tỷ suất nhất định cứu sống cơ thể của đối phương, sẽ biến thành con rối của bản thân, con rối sẽ kế thừa 50% năng lực của nguyên thân. Ngọc Tàng Phong bắt đầu suy nghĩ, lão lý phi kiếm mặc dù đối với mình mà nói cũng không tệ, nhưng công kích của mình bây giờ ở trong cùng cảnh mặc dù không nói là vô địch, nhưng cũng là hạng nhất hạng nhì, chỉ có thể tính là hoa thiêu hoa trên gốm. Thuẫn nhỏ một mặt, cái này đối với mình mà nói cũng không tệ dù sao vừa nãy khi độ kiếp suýt chút nữa là lấy cái mạng già này của mình rồi hơn nữa bây giờ đối với mình mà nói thuẫn nhỏ một mặt này quả thật là có tác dụng còn về quỷ thủ thông thiên thứ này giống như gà mờ căn bản không cần phải suy nghĩ ngọc tàng phong ấn chọn thuẫn nhỏ một mặt hệ thống liền thông báo tiếp chúc mừng ký chủ đã giành được thuẫn nhỏ một mặt nghịch thiên cải mệnh có tính trưởng thành bởi vì ký chủ hiện tại là người đội phá thiên đạo kết đan cảnh đầu tiên của thế giới ký chủ lựa chọn phần thưởng dưới đây thứ nhất hoa long kiếm pháp bảo kiếm hình địa giai hạ phẩm có kèm theo thuộc tính ngẫu nhiên Thứ hai, Chu Tiên kiếm trận. Có thể dùng bốn thanh kiếm bố trí trận pháp, có thể dùng linh lực huyễn hóa ra kiếm bố trí trận pháp, có thể bảo vệ an toàn cho người bố trí trận pháp, cũng có thể đánh chết kẻ địch ở trong trận pháp. Hoa Long kiếm mặc dù không tệ, là pháp bảo địa giai, nhưng mà cái này ta hoàn toàn có thể dùng trả lại phần thưởng mà giành được. Long Tuyền kiếm mặc dù là pháp khí huyền giai nhưng đối với mình hiện tại mà nói là đủ dùng rồi. Ngược lại là Chu Tiên kiếm trận, phần thưởng này thật sự rất là giúp sức. Tấn công phòng ngự một thể, đồng thời kiếm trận cũng là một trong những thủ đoạn có thể vượt sai đối địch, không suy nghĩ nữa, chính là nó rồi ngọc tàng phong lựa chọn chu tiên kiếm trận chúc mừng ký chủ đã lĩnh ngộ chu tiên kiếm trận ngọc tàng phong bay thẳng lên trên cao trước mặt lâm bình bộ ngọc tàng phong lao nhanh về phía của lâm bình bộ bây giờ người anh em đã thành công đột phá thiên đạo kết đan cảnh rồi trước tiên sẽ lấy lâm bình bộ ngươi để thử tay cũng xem thử bản thân mình thực lực bây giờ tương đương với trình độ như thế nào chuyển sang phía của cục đường đang giao chiến với công việc giữ thì ông ta đang lo lắng mặt mày không còn chút máu ngọc tàng phong đã thành công tiến giai nếu như vậy cho dù là lâm bình bộ cũng có thể không làm được gì mình nhất định phải tìm đường lui nếu không thật sự sẽ chết ở nơi này ông ta ra lệnh cho đám thuộc hạ thổ triệu môn còn lại bây giờ thời khắc sinh tồn của thổ triệu môn đến rồi đệ tử của thổ triệu môn hãy cùng ta giết ra ngoài chúng ta thể chết cũng tiến cũng lùi với thổ triệu môn cục đường khí thế cưỡi giáp long ra ngăn cản công việc sự có ta ở đây ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát được hay không ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng mà ta muốn đi ngươi cũng đừng hòng giữ lại ta các trưởng lão bên này quan sát công việc sự liền bàn bạc ta thấy công việc sự là muốn bỏ chạy với lão tạp toái chúng ta lát nữa chừng trị hắn hi hi để ta đánh hắn đảm bảo hắn đau đớn vẫn là thẩm thông tiểu tử ngươi nham hiểm nhưng mà ta rất thích một lay like. nếu như không phải là vì để đại ca tự tay báo thù nếu không lão tử sớm đã muốn chém chết công việc sự rồi cục đường đang dí công việc giữ chạy sấp mặt lờ 30 năm hà đông 30 năm hà tây cục đường chúng ta vẫn chưa xong đâu ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát được sao công việc giữ cay cú Dừng còn sợ gì thiếu của đốt chỉ cần ta vẫn còn sống dựa vào thực lực kết đan cảnh hậu kỳ của ta vĩnh ninh châu vẫn không có một nơi chứa chấp ngươi song bất ngờ quay mặt lại thì công việc giữ chợt nhận ra trước mặt mình là nhị trưởng lão đã điều khiển hai con cự thạch nhân đứng chặn lại ngươi muốn đi đã hỏi qua mấy huynh đệ của ta hay chưa nhị trưởng lão trụng hai tay lại và thi triển cho cự thạch nhân đánh văng công việc giữ xuống đất thì ngay lập tức ngũ trưởng lão đã đâm một dao sau lưng ông ta các ngươi ta đối đãi với các ngươi không tệ các ngươi tại sao lại vướng phản bội ta cục đường ngồi lòi cưỡi giáp long lao xuống hô lớn hôm nay ân oán của ngươi và ta trăm năm sẽ xóa sạch Giáp Long đâm thẳng một phát xuống ông ta lúng đất nằm thoi thót tại chỗ. Cục Đường và các trưởng lão đi đến. Công Việc giữ Kim Đan đã hủy, toàn thân kinh mạch bị phế, vết thương nặng như vậy thì không sống được lâu nữa. Công Việc giữ gắng gượng nói những lời cuối cùng. Chết ở trong tay của ngươi, ta không có oán trách gì, nhưng ta có một chuyện muốn cầu ngươi. Ta chỉ cầu ngươi tha cho Văn Nhi một mạng, ngươi phế tu vi của nó rồi, để hắn làm một người bình thường để sống tiếp. Nhưng Cục Đường không nói gì, cùng mọi người bỏ đi. Ngũ trưởng lão mắng ông ta, ngươi là cái thá gì, lúc này có tư cách gì mà đưa ra yêu cầu? công việc giữ nhớ về những ngày tháng lúc trước vui vẻ cùng với cục đường nếu như năm đó ta không có đưa ra lựa chọn kia có phải chúng ta có kết cục không giống nhau rồi đúng không ông ta đã khóc lóc hối hận nhưng mọi chuyện đã quá muộn chuyển về phía phản kiếm sau khi quá giới hạn chịu đựng sau khi đỡ đòn tấn công của lâm bình bộ thì nằm xuống thế nào rồi sư phụ không sao chứ ta không làm mất mặt của sư phụ đúng không khương lan lo lắng xúc động sư đệ ngươi là tuyệt nhất sư phụ đã thành công đột phá rồi sư đệ ngươi nhất định phải gắng lên sư phụ nhất định sẽ chữa khỏi vết thương của ngươi nguyệt sao cũng khóc lóc sư đệ ngươi nhất định phải khỏi lại đợi ngươi khỏi rồi ta sẽ đưa dưa hấu của ta chia cho ngươi ăn đại sư tỷ dưa hấu của tỷ không ngon chút nào hết nói xong phản kiếm nhắm mắt lại hai sư tỷ thấy thế tưởng phản kiếm đã hẹo thì khóc lóc như được mùa hu 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 sư đệ ngươi không thể chết được thạch ngọc liền nói hắn không sao chỉ là bị thương không nhẹ qua khoảng thời gian nữa thì có thể hồi phục lại được rồi nguyệt sao và khương lan đơ mắt liếc phản kiếm xong nguyệt sao nắm cổ áo phản kiếm lên và đấm đá túi bụi tùng bùng ngươi không bị gì sao không nói sớm hại ta lo lắng như vậy một lát sau bị ăn đòn đến nhất người phan kiếm sưng u sưng cục sư tỷ ta chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút thôi mà trận chiến của ngọc tàng phong và lâm bình bộ bên này vẫn diễn ra quyết liệt hừ nếu như ngươi đã đến rồi hôm nay cũng đừng hòng đi khỏi đây hừ ngươi cho rằng tiến giai kết đan cảnh thì có thể chống lại ta hay sao lợi hại của bắn bộ nguyên anh ngươi căn bản không hiểu được đâu hắn ta đánh tới những luồng linh khí màu tím của mình ngọc tàng phong bây giờ vung kiếm là có thể chém tan những luồng linh khí đó của hắn ta bán bộ nguyên anh cũng không lợi hại hơn bao nhiêu đâu sao người có thể dễ dàng đỡ được một kiếm của ta như vậy lợi hại của ta ngươi cũng không hiểu được ngọc tàng phong ngươi đúng là khiến ta thấy bất ngờ đấy ta còn không dùng toàn lực thật sự sẽ chết trong tay của ngươi mà thôi lâm bình bộ cầm thẳng thanh kiếm và vuốt ngược lên trên những luồng linh khí phát sáng màu xanh lam được thi triển ra sát chiêu đó của lâm bình bộ đóng băng luôn những cây cỏ xung quanh ngọc tàng phong nhìn những luồng linh khí cuồn cuộn như thế liền suy nghĩ kiếm ý sao không đúng không phải là kiếm ý dưới sự phối hợp công pháp của hắn uy lực so với kiếm ý cũng không kém hơn bao nhiêu một kiếm này của ta ngọc trưởng lão cũng không dám đỡ chết đi cho ta lâm bình bộ khí thế lao lên tấn công ngọc tàng phong một con rồng băng khổng lồ xuất hiện lao đến ngọc tàng phong toàn lực dùng kiếm của mình một phát chém tan con rồng băng đó của lâm bình bộ một kiếm này của ngươi quá màu mè tiếp theo chính là ngày chết của ngươi ngọc tàng phong nhảy lên cao thi triển kiếm ý xuất quỷ nhập thần của mình tạo ra hai vòng cung kiếm ý và ba ảo ảnh linh kiếm để thi triển chu tiên trận pháp lâm bình bộ ngơ ngác kiếm trận sao ngươi đây là kiếm trận gì vậy ngươi cho rằng dựa vào kiếm trận thì có thể giết được ta sao ta sẽ xử lý ngươi trước khi người khơi động kiếm trận lâm bình bộ máu chiến thi triển toàn lực cuối cùng hình thành ra một con rồng băng hung hăng lao đến đối chiến với trận pháp của ngọc tàng phong cục đường và thiệu tinh hà đang thích thú quan sát từ bên ngoài ngươi không đi giúp ngọc tàng phong sao huyền kiếm môn nợ hắn chỉ có thể dùng máu mới có thể rửa sạch thế tại sao ngươi lại không đi giúp hắn ừ phiền phức ta chỉ muốn đích thân chiến thắng ngọc tàng phong những cái khác căn bản không hứng thú nhưng mà ngọc tàng phong cuối cùng cũng chỉ vừa mới tiến giai kết đan cảnh Khiến ta có chút lo lắng hắn có thể chiến thắng Lâm Bình Bộ hay không. Có gì đâu mà lo lắng, hắn nhất định là còn có đường lui. Cục Đường nhớ về những lần gặp mặt từ trước đến giờ của hắn và Ngọc Tàng Phong thì vui vẻ. Ngươi nói không sai. Ngọc Tàng Phong lúc này đã ngưng tụ xong và đưa ngón tay lên trước mặt, thi triển Chu Tiên kiếm trận, hỡi. Con rồng băng của Lâm Bình Bộ đã bị vây trong Chu Tiên kiếm trận của Ngọc Tàng Phong, không thể chống cự. Đến đây là đã kết thúc chapter mới nhất của bộ này rồi. Nếu các bạn thấy hãy xin hãy cho Asin một like, một lượt đăng ký và bình luận bên dưới để nhận thông báo về lịch đăng video mới nhất nhé cảm ơn các bạn rất nhiều